17 là kiểm tra dịch vụ DNS. Thì thật ra là chúng ta muốn kiểm tra dịch vụ DNS á, ở trong đây em chờ chút, mình nhớ hơi đứng một chút nè. Đây các em chờ một chút nha, nó đang bị đứng rồi. Cái phần mềm UK ấy các em. Phần mềm UDK đó có vấn đề, thầy sẽ gỡ cái đó. Mỗi lần thầy bật cái phần mềm lên là có vấn đề. Rồi bây giờ thầy sẽ là hướng dẫn cái câu là kiểm tra. Thật ra ở đây đó các em có thể vào trong cái, ở đây trong đây nó cũng có cái phần mà kiểm tra bằng cái lẽ xuất cấp nè, các em nhấn chuột phải đây nè, đó nó sẽ cho chúng ta ha. Ở đây thì chúng ta có thể vào trong đây, chúng ta thấy chúng ta đánh cái NS lookup, nó hiện ra cái tên của server chúng ta nè, à, cái địa chỉ IP nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ test, giả sử chúng ta nhìn vô cái đề nhé, à, chúng ta sẽ test cái đầu tiên là chúng ta sẽ test cái lion nha, lion mail cái test nào trước cũng được nha các em. Rồi chúng ta đánh cái lion nè chấm Phạm Mạnh Cương đó, thì những cái này mà các em đặt tên của các em thì chắc chắn là không giờ ai lấy được đó. Các em thấy địa chỉ IP hình như là thầy đặt bị Lion thầy đặt bị sai nên là nó ra đúng như vậy. Vậy là các em nhớ trong cái câu này là Lion là thầy phải để 55 nha, thầy bị nhập IP sai nha các em ha. Đó, rồi nhưng mà hơi lỡ tay mình làm như vậy, thật ra là nếu nhiều khi thầy đang giả sử cái đề thi mà người ta muốn là địa chỉ IP đó thì là đúng, nhưng mà theo cái yêu cầu của đề thì mình đang làm sai yêu cầu của đề, nhưng mà không sao, nhưng mà cấu hình mình đang vẫn cấu hình đúng. Thì các em nhớ cái này, cái layout này các em sửa thầy là 54 nha. Rồi tiếp theo là mail, các em nhớ là câu này tí các em sửa lại câu này, thầy không có sửa video này nữa nhưng mà các em biết cái đó là mình sẽ sửa 54 .edu.vn, nhớ là đánh chính xác, đánh sai nó không hiện đâu. Đó, các em thấy nó ra chỗ 53 đâu. Không, thầy thấy ở đây 51 thầy thấy. Rồi, giả sử đến FTP. Rồi, hoặc là các em nhập lại địa chỉ IP ví dụ như là 192.168.51.53. Đó. Thì cái nó sẽ phân giải cho chúng ta thấy luôn. Đó. À, khi mà các em làm được tới đây thì nghĩa là các em đã hoàn tất cái cài đặt và kiểm tra dịch vụ DNS rồi. À, ví dụ như chúng ta muốn sửa lại cái này thì mình nhấn chuột phải sửa lại 54. À. Đó, chúng ta cũng refresh đây thật lại để ý coi lại anh nè, chúng ta thấy nó cũng lại được rồi, chúng ta thử test lại nữa coi. NS cấp rồi một like ăn đi, rồi xem thấy ở đây nó đúng rồi nè. Đó rồi, vậy là thầy đã hướng dẫn đó, đi thi thì cái câu này các em sẽ làm như vậy là được hoàn chỉnh điểm ha. Rồi bây giờ thầy sẽ